Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân năm 2022-2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị điện lực hoàn thành đầu tư, bảo dưỡng các trạm biến áp, đường dây và phụ tải, xây dựng phương án cấp điện. Trong đó, phương án cấp điện cho các đường dây có trạm bơm tưới luôn được ưu tiên hàng đầu. Từ đầu vụ chiêm xuân năm nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị thủy nông trên địa bàn tỉnh, xác định nhu cầu sử dụng điện cho từng giai đoạn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị điện lực kiểm tra đường dây, trạm biến áp, căn cứ nhu cầu đăng ký của mỗi trạm bơm để có phương án cấp điện ổn định. Qua công tác kiểm tra của Phòng Quản lý Điện năng thuộc Sở Công Thương Thanh Hóa cho thấy, các đơn vị đều đã chốt chính xác chỉ số công tơ cho từng đợt bơm nước, xử lý nhanh các sự cố về đo đếm điện và chuẩn bị trang thiết bị ở từng trạm biến áp. Đơn vị chúng tôi cũng đã phối hợp với đơn vị là Công ty Thủy nông Nam Sông Mã trên địa bàn để kiểm tra các điều kiện cấp điện như là thiết bị điện cũng như là các cái tổ máy bơm của bên Nam Sông Mã. Qua đó thì là sẽ khắc phục các cái khiếm khuyết, đảm bảo cái điều kiện tốt nhất để khi cần bơm thì sẽ là tổ chức bơm được ngay. Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đã lắp mới 19 máy biến áp trung gian 35/10 kV khu vực miền núi, trạm biến áp 110 kV và các phụ tải công suất lớn thuộc huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, nơi thường xảy ra xâm nhập mặn và thiếu nước. Hiện tại các đơn vị đều đã hoàn thành xây dựng phương án hoán đổi, kết nối lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp đủ điện cho tất cả các trạm bơm phục vụ sản xuất trong cả vụ chiêm xuân 2022-2023. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU được phát động lần đầu tiên tại tỉnh Thanh Hóa vào năm 1990. Qua hơn 30 năm tổ chức, với nhiều đề tài viết thư phong phú, phù hợp với lứa tuổi và thực tế cuộc sống, cuộc thi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ ở tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU do Liên minh Bưu chính Thế giới phối hợp với UNESCO tổ chức thường niên dành cho thiếu niên trên toàn thế giới, đến nay đã trải qua 52 năm. Đây là sân chơi bổ ích để học sinh sáng tạo và thể hiện tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, quan niệm của mình về nhiều điều trong cuộc sống. Tại tỉnh Thanh Hóa, cuộc thi đã thu hút sự tham gia ngày càng đông của học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông. Năm 2022, có tới gần 80.000 bài dự thi của học sinh trong tỉnh gửi về ban tổ chức. Qua hơn 30 lần tổ chức cuộc thi, tỉnh Thanh Hóa vinh dự có một học sinh đạt giải quốc tế và hơn 100 học sinh đạt giải quốc gia. Để phát huy cái thành tích vốn có đã của các năm và đặc biệt là cũng xác định rõ cái trách nhiệm đó là làm sao đó trong cái cuộc thi viết thư UPU năm nay sẽ giành được cái kết quả cao hơn, tiếp tục ghi cái thành tích của mình trong cái thành tích chung của toàn thể. Với mục tiêu tăng cường tình cảm quốc tế, nâng cao hiểu biết, rèn luyện năng lực, bồi dưỡng kiến thức văn học cho các em, cuộc thi viết thư UPU đã trở thành hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực với nhà trường và các thế hệ học sinh. Huyện Hoàng Hóa có gần 200 cơ sở kinh doanh thuốc tân dược và thực phẩm chức năng. Hiện nay, việc quản lý hoạt động kinh doanh thuốc tân dược và thực phẩm chức năng tại địa phương còn nhiều hạn chế, nhiều vi phạm diễn ra phổ biến tại các cơ sở. Bán kháng sinh không có đơn của bác sĩ, không niêm yết giá hoặc niêm yết giá chưa đầy đủ, sắp xếp lẫn các nhóm thuốc và thực phẩm chức năng, điều kiện bảo quản thuốc chưa đảm bảo là những vi phạm khá phổ biến tại các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược và thực phẩm chức năng trên địa bàn huyện Hoàng Hóa. Mặc dù đã được kiểm tra nhắc nhở, yêu cầu chấn chỉnh sai phạm nhưng nhiều cơ sở vẫn không khắc phục. Năm 2023 thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để tham mưu cho ủy ban huyện chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nội dung này và đặc biệt là thành lập các đoàn kiểm tra để như vậy là xử lý và nhắc nhở hoặc là hướng dẫn và đặc biệt cơ sở nào mà vi phạm thì cũng tham mưu để mà xử lý theo các cái quy định của nhà nước. Tại huyện Hoàng Hóa, việc thanh tra kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc tân dược được triển khai hàng năm. Thế nhưng những vi phạm vẫn tiếp diễn bởi sau khi phát hiện sai phạm, lực lượng chức năng chủ yếu là nhắc nhở, yêu cầu cơ sở khắc phục sai phạm. Việc xử lý chưa đủ sức răn đe. Những ngày gần đây, một số người dân thôn Vạn Thành, xã Thăng Long, huyện Nông Cống đã ngăn cản không cho các xe ô tô chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến đường tỉnh 505B. Nhóm phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa đã về tìm hiểu về vấn đề này. Bức xúc trước tình trạng các phương tiện của công ty trách nhiệm hữu hạn Định An chở đất đi qua thôn nhiều tháng nay gây ô nhiễm môi trường và làm hỏng đường, người dân thôn Vạn Thành, xã Thăng Long đã cắt cử người ngăn xe ô tô tải chở vật liệu lưu thông trên tuyến đường tỉnh 505.
Trước thực trạng trên, ngày 15 tháng 2, chính quyền xã Thăng Long và đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Định An đã có buổi làm việc với người dân thôn Vạn Thành. Công ty cam kết sau khi hoàn thành việc vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc Nam sẽ sửa chữa 2,2 km đường tỉnh 505 qua thôn Vạn Thành vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến chiều ngày 17 tháng 2, người dân thôn Vạn Thành vẫn tiếp tục ngăn các xe vận chuyển đất do vẫn còn băn khoăn. Chúng tôi cũng muốn là làm sao đó là chính quyền địa phương, rồi ba bên cái sự hài hòa. Nếu như là nhà nước thì đương nhiên là ta phải ủng hộ nhà nước rồi, quan điểm của Đảng chủ trương rồi. Nhưng mà giữa công ty thì có lợi ích, phải có hài hòa với lại nhân dân. Và cái quan trọng nhất là nhân dân chúng tôi sau này là những người trực tiếp mà sinh sống ở trên địa bàn. Nếu bây giờ mà bức xúc mà bây giờ chỉ có cải tạo và nâng cấp không thì sau này nó xuống cấp, mà xuống cấp thì chính quyền địa phương là phải người phải chịu trách nhiệm. Để đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên liên quan, huyện Nông Cống và doanh nghiệp có phương tiện vận chuyển cần sớm có giải pháp giải quyết thỏa đáng, đảm bảo giao thông êm thuận, an toàn giao thông, phục vụ dân sinh. Công an huyện Ba Thước vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1979, trú tại thị trấn Cành Nàng, huyện Ba Thước, để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Ngày 16 tháng 2, tại km 95 100 quốc lộ 217, Tổ công tác Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Ba Thước phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1998, trú tại thị trấn Cành Nàng, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng xe và lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Ngân và mẹ chồng của Lan đến xin tổ công tác không lập biên bản đối với Lan nhưng không được chấp nhận, nên Ngân đã có hành vi giật, vò nát biên bản, chửi bới và dùng tay đánh các đồng chí trong tổ công tác nên đã bị tổ công tác khống chế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Ngân, phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân huyện củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sau đây là những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Trước tình hình gia tăng ca ngộ độc thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên vào mùa xuân và đầu mùa hè, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, đặc biệt là tăng cường giám sát, triển khai các giải pháp kiểm soát an toàn thực phẩm trong sử dụng, tiêu dùng sản phẩm nông sản, sử dụng các loại nấm, cây, củ, quả rừng tự nhiên là thực phẩm. Các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm do độc tố tự nhiên cho cộng đồng, khuyến cáo người dân không sử dụng các thực vật lạ, có nguy cơ gây ngộ độc, hướng dẫn biện pháp chế biến, bảo đảm an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương. Đồng thời, phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc. Ngày 17 tháng 2, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở thu mua đồ cũ ở phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 40 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng làm nhiều mặt hàng cũ trong cơ sở bị thiêu rụi, hai căn nhà sát cơ sở bị ảnh hưởng. Theo điều tra ban đầu, vụ cháy xảy ra do tia lửa cắt sắt của nhóm thợ xây căn nhà bên cạnh bắn sang. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân, 51 tuổi, trú tại tỉnh An Giang về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, bà C, trú tại thành phố Thủ Đức, thuê bà Vân giúp việc nhà. Đến ngày 25 tháng 1, bà C cùng gia đình về quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế và giao nhà cho bà Phân quản lý. Sau đó bà Phân bỏ về quê và điện thoại báo cho chủ nhà là không lên giúp việc nữa. Sáng ngày 3 tháng 2, bà C kiểm tra thì phát hiện mất 47 lượng vàng bỏ trong tủ gỗ không có khóa. Nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương điều tra bắt giữ bà Phân tại tỉnh Đồng Tháp và thu hồi 43 lượng vàng cùng hơn 51 triệu đồng. Bước đầu bà Phân khai do thiếu tiền tiêu xài và nợ nần nên trộm cắp tài sản của chủ nhà. Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt giam 14 đối tượng thuộc hai chi cục đăng kiểm phương tiện thủy nội địa ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ. Các sai phạm tiêu cực tại hai chi cục đăng kiểm này được xác định khi kiểm định phương tiện đường thủy. Một số đăng kiểm viên đã nhận tiền để bỏ qua các lỗi, các khiếm khuyết của phương tiện như không đưa lên đà, không kiểm tra máy của phương tiện, không cho chạy thử nhưng vẫn cấp giấy chứng nhận phương tiện đạt chuẩn để lưu thông. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố tài liệu chứng cứ, tiếp tục điều tra làm rõ bản chất của vụ án để xử lý triệt để các đối tượng phạm tội theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời làm rõ những sơ hở, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đăng kiểm phương tiện đường thủy.
Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30ttv@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.